Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mark Home. Thời gian vừa qua, Mark Home đã giới thiệu đến quý vị và các bạn rất nhiều các mẫu nhà tại khu vực miền Tây, từ các mẫu nhà vườn, nhà lô phố cho đến những mẫu biệt thự được xây dựng theo phong cách hiện đại. Thì ngày hôm nay Mark Home sẽ tiếp tục giới thiệu đến quý vị và các bạn một mẫu biệt thự được xây dựng theo phong cách tân cổ điển. Mẫu biệt thự tôi đang nói đến ngày hôm nay được xây dựng trên diện tích sàn là 225m², có địa chỉ tại thị trấn Sa Đài, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp. Hiện tại tôi đang đứng phía trước khuôn viên của căn biệt thự. Thì căn biệt thự này được xây dựng trên nền đất, mặt tiền là 15m và chiều sâu là 20m. Thì như quý vị và các bạn có thể thấy, toàn bộ hệ cột và tường rào là gia chủ sử dụng là đá granite tự nhiên. Cổng và hàng rào sẽ sử dụng là sắt CNC. Thì mời mọi người cùng tôi vào bên trong để khám phá chi tiết hơn về căn biệt thự này. Ngoài lối cổng chính đi vào thì căn biệt thự này còn có một cánh cổng phụ dẫn vào khu vực gara và khu vực nhà kho. Thì gara này có diện tích mặt chiều ngang là 5m và chiều sâu là 15m. Tổng diện tích ở đây là 75m². Thì sau này gia chủ sẽ sử dụng đây làm nhà kho để buôn bán hàng hóa và để gara và để ô tô tại đây. Thì mời mọi người cùng tôi đi khám phá không gian chính của ngôi nhà này. Vị trí tôi đang đứng là khu vực sảnh chính của ngôi nhà. Thì hiện tại thì gia chủ chưa chuyển vào ở chính nên là hơi bừa bộn, quý vị và các bạn thông cảm. Mẫu nhà này thì bố trí bậc ngũ cấp để đi lên sảnh chính. Toàn bộ khu vực mặt tiền ở sảnh chính này thì được ốp đá granite tự nhiên. Và phía trên là cũng có những chi tiết đá vân mây màu trắng để trang trí. Cái sảnh này thì có kích thước 2m. Và hệ cửa này thì chủ nhà sử dụng là gỗ cam xe. Gỗ cam xe cũng là một loại gỗ rất phổ biến ở trong khu vực miền Tây. Đây sẽ là không gian chính tại khu vực tầng 1. Xin giới thiệu với mọi người, đây là không gian của khu vực phòng khách, rộng khoảng tầm 50m². Giới thiệu đôi chút về vật liệu sử dụng trong ngôi nhà. Thì ở dưới chân mình đây là chủ nhà sử dụng là đá vân mây 8 tấc. Phía trên sẽ sử dụng hệ trần thạch cao giật cấp đi kèm cùng hệ thống đèn LED và đèn HUD. Tiến tới đây sẽ là khu vực mà gia chủ đặt một bộ bàn ghế. Bộ bàn ghế này thì làm bằng gỗ bên. Gỗ bên thì tương đối là nổi tiếng rồi. Càng ngồi càng bóng, càng dùng càng bền. Ngoài ra ở đây còn có những chi tiết trang trí này, những bức tranh phong cảnh này. Đây, cá chép hóa rồng này. Ngựa đây là mã đáo thành công này. Ngoài ra thì trong nhà còn có những chi tiết trang trí khác, như ở đây là có một tấm đá cẩm thạch. Đây là một cây cột đá cũng sơn giả cẩm thạch. Hai bên thì đặt hai tấm lục bình rất là to, làm bằng gỗ mun đen. Thì đa số ở trong khu vực miền Tây, mỗi gia đình đều có bàn thờ thần tài thổ địa. Thì đây sẽ là vị trí đặt bàn thờ thần tài thổ địa của gia chủ. Nối tiếp không gian phòng khách sẽ là khu vực phòng bếp được ngăn cách bằng một hệ lam gỗ. Thì phòng khách này có diện tích khoảng tầm 25m². Ở đây gia chủ bố trí một bộ bàn ăn. Phía trên là mặt đá nhân tạo, dưới là gỗ tự nhiên. Xung quanh khu vực bếp thì gia chủ cũng ốp những bức tranh 3D hình cá chép. Hệ trần thì cũng sử dụng hệ trần thạch cao đi kèm với hệ thống đèn LED và một đèn chùm ở đây. Kế bên khu vực phòng bếp còn có một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Thì đây là vị trí đặt phòng ngủ. Phòng ngủ này có diện tích 15m² và nhà vệ sinh này có diện tích khoảng tầm 4m². Và đây sẽ là không gian cuối cùng tại tầng 1 là khu vực nhà vệ sinh chung. Nhà vệ sinh này có diện tích khoảng tầm 4,5m². Toàn bộ vật liệu sử dụng trong nhà vệ sinh đều sử dụng những vật liệu cao cấp. Như Labaro này là cũng tương đối là cao cấp. Từ khu vực bếp sẽ có một lối phụ để đi ra khu vực ban công ở phía sau. Khu vực ban công này cũng rất là rộng. View nhìn ra sông thì buổi chiều thì gia chủ có thể tổ chức sinh nhật, liên hoan hoặc các party nhỏ nhỏ cũng được. View nhìn ra sông mà nhậu thì ba cháy. Đây là cầu thang lối đi lên tầng 2. Thì cầu thang này sử dụng lan can bằng gỗ, mặt gỗ, cổ đá.
Ngoài ra tạc cầu thang còn có một bức tranh phong cảnh làm bằng kính. Theo như tôi được biết thì đơn giá rơi khoảng tầm 1 triệu 6 một mét vuông. Ngoài ra thì các chi tiết trang trí xung quanh cũng rất là cầu kỳ và tỉ mỉ. Tôi đang có mặt tại không gian tầng 2 của căn biệt thự. Thì tầng 2 của căn biệt thự này bố trí những công năng gì? Thì bao gồm một phòng sinh hoạt chung, 3 phòng ngủ master, có nhà vệ sinh khép kín bên trong, một phòng thờ và một nhà vệ sinh chung cho toàn bộ tầng 2. Thì vị trí tôi đang đứng ở đây sẽ là không gian sinh hoạt chung, có diện tích khoảng tầm 35 m². Ở bên tay trái tôi đây thì gia chủ rất cẩn thận khi bố trí thêm một bộ bàn ăn, trong những trường hợp mà gia đình đông khách thì có thể dùng bữa tại đây. Ở bên tay phải tôi đây thì gia chủ đặt một bộ sofa, thì buổi tối mọi người có thể cùng nhau ngồi đây trò chuyện, xem vô tuyến. Khu vực bên này sẽ là khu vực phòng thờ, có diện tích rơi khoảng tầm 16-18 m². Hiện tại gia chủ chưa chuyển về ở nên là cũng chưa bố trí nhiều vật dụng tại căn phòng này. Ngoài ra ở đây cũng có các cái lối đi ra ngoài hành lang. Đây cũng bố trí cửa sổ để lấy gió và ánh sáng cho khu vực phòng thờ. Đây là phòng ngủ đầu tiên tại khu vực tầng 2. Thì phòng ngủ này có diện tích là 25 m², đã bao gồm cả nhà vệ sinh bên trong. Bên trong nhà cũng đều ốp gạch chân tường. Khu vực nhà vệ sinh bên trong thì rộng khoảng tầm 3 m. Bố trí những vật dụng cơ bản như bệt, lavabo và vòi tắm đứng. Đây là phòng ngủ thứ hai, cũng là phòng ngủ lớn nhất tại tầng 2 này. Thì căn phòng này có diện tích là 29 m², bao gồm cả nhà vệ sinh bên trong. Đây là phòng ngủ vợ chồng của gia chủ. Ở đây thì cũng bố trí một cửa sổ để lấy gió và ánh sáng. Đây là có hướng là view ra sông. Gia chủ cũng rất cẩn thận khi bố trí thêm một nhà vệ sinh chung tại khu vực tầng 2, mặc dù là phòng ngủ nào cũng có nhà vệ sinh. Thì bên trong nhà vệ sinh này thì cũng bố trí một lavabo bán nổi mặt kính. Đây cũng có bệt và vòi tắm đứng. Mà đây sẽ là phòng ngủ cuối cùng của căn biệt thự. Phòng ngủ này cũng có diện tích 24 m², bao gồm cả nhà vệ sinh bên trong. Bên trong thì cũng bố trí hệ cửa sổ, view nhìn ra sông. Nhà vệ sinh khoảng tầm 3 m², cũng bố trí đầy đủ các vật dụng như là lavabo, bệt và vòi sen đứng. Ngoài ra, những chi tiết trang trí dù là nhỏ nhất cũng được gia chủ lựa chọn rất là kỹ càng. Thì như mọi người có thể thấy ở đây thì từ những bóng đèn LED này cho đến những bức tranh 3D thì cũng đều được lựa chọn hết sức là kỹ càng và cẩn thận. Khu vực trong này thì gia chủ cũng đặt rất nhiều bức tranh 3D. Thì như mọi người còn nhớ thì ở dưới tầng 1 đã đặt một bức tranh mã đáo thành công. Thì ở trên này gia chủ đặt thêm một bức tranh nữa là thuận buồm xuôi gió. Vậy là tôi vừa giới thiệu đến quý vị và các bạn một căn biệt thự 2 tầng mái Thái xây dựng theo phong cách tân cổ. Trong thời gian sắp tới, Mark Home sẽ tiếp tục giới thiệu, trải nghiệm những mẫu nhà trên khắp cả nước. Hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn. Và cuối cùng, tôi xin phép kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong thời gian sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại.